Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2022. Mình quay lại cái video để ghi lại cái khoảnh khắc nhà mình đang dọn nhà. Nhà mình đã có một quyết định rất là táo bạo và gần như là sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình cũng như là gia đình mình trong suốt thời gian còn lại. Thì mình vừa làm việc ở Nhật Bản cũng như là vừa chăm lo cho gia đình, vừa làm YouTube chia sẻ cho các bạn về cái sáo điện tử, thì mới chỉ trong thời gian hơn một năm thôi, mình đã nhận được rất là nhiều các cái lời hỏi thăm cũng như là nhờ lời nhờ để có thể là mua hộ cho các bạn cái sáo điện tử. Thì trong liên tục trong một năm đó, mình nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm của các bạn cũng như là cộng đồng yêu thích sáo điện tử cũng như là sáo trúc nói riêng. Thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi thì mình cũng đã có được hơn 6.000 follow, cũng như là trong cộng đồng sáo điện tử thì cũng gần 1.000 người rồi. Thì từ cái lúc mà mình chơi gần như là chưa có ai biết đến cái cây sáo điện tử ở Việt Nam, thì bây giờ cái cộng đồng nó đã khá là lớn mạnh. Nhiều bạn rất là mong muốn có những cái tài liệu tiếng Việt cũng như là có những cái khóa học để có thể học chơi sáo điện tử một cách bài bản. Thì đó cũng là những cái mà mình trăn trở trong suốt cái thời gian vừa rồi. Chính vì vậy nên là trong một tháng gần nhất thì mình đã ra một cái quyết định là mình sẽ nghỉ việc ở Nhật Bản và sẽ chuyển về Việt Nam sinh sống trong một thời gian. Thì mình nghĩ là cái quyết định này là quyết định sẽ ảnh hưởng đến cả cái quãng hành trình còn lại của mình. Thì bây giờ thị trường sáo điện tử nó còn đang rất là mới mẻ, và mình chơi thì mình thấy cảm thấy là thực sự là cái sản phẩm này nó rất là tương lai. Chính vì vậy là mình sẽ về, mình nghiên cứu một cách gọi là cực kỳ nghiêm túc và làm những cái clip một cách rất là chuyên nghiệp để cho một người từ con số 0 có thể là học sáo điện tử một cách bài bản. Thì và cố gắng xử lý tất cả những cái câu hỏi mà từ trước đến giờ các bạn thắc mắc, thì mình sẽ cố gắng xử lý trong thời gian sớm nhất để các bạn khi mà muốn mua và muốn sở hữu cái cây sáo điện tử sẽ không còn lăn tăn, không còn ái ngại những cái tình hình như là hiện tại, nhất là về tài liệu và về cái giáo trình là chưa có cái giáo trình nào cả. Thì mình cũng chia sẻ một chút như vậy thôi. Thì mình sẽ mình chia sẻ một chút như vậy thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ quay. Trong thời gian tới thì trong khả năng là trong một tháng tới là mình sẽ không ra clip được, bởi vì có rất là nhiều cái thủ tục hồ sơ pháp lý mình cần phải làm ở Nhật Bản, cũng như là thủ tục chuyển trả nhà rồi thanh lý toàn bộ đồ dùng dụng cụ cũng như là xe cộ. Thực sự là rất là tiếc, bởi vì là cái môi trường Nhật Bản thực sự là cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Từ những cái chính sách đến cái an sinh xã hội, thì đến công việc làm, thực sự là mình không có gì phải đắn đo suy nghĩ cả. Chỉ có một điều đấy là cái sở thích và cái đam mê của mình nó không được thỏa mãn. Và các bạn quan tâm sáo điện thực sự là đang rất là đông, nên là mình đưa ra một cái quyết định rất là táo bạo này. Thì mình sẽ quay trở lại cho các bạn xem cái cảnh mà nhà mình dọn đồ, cũng như là trong một tháng tới thì mình sẽ đi chào hỏi cũng như là chia tay với anh em bạn bè, cũng như là đi chơi ở Nhật Bản. Thì rất là xin lỗi bởi vì là những cái video đó nó không liên quan gì đến sáo điện tử, nhưng mà mình sẽ ghi lại và đăng lên trên kênh Sáo Điện để
làm một cái dấu ấn cho chính bản thân mình. Sau này nhìn lại thì có cái để lưu lại kỷ niệm. Rất là xin lỗi các bạn mà quan tâm đến Sáo Điện mà mình lại 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 chia sẻ những cái video như vậy. Vậy thôi, mình xin dừng lại cái video này tại đây. Nếu mà các bạn quan tâm đến Sáo Điện thì các bạn quan tâm đến Sáo Điện cũng như là yêu thích mình thì đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ mình. Trong thời gian tới thì chắc chắn mình sẽ cố gắng làm nhiều cái video hữu ích nhất để cho các bạn không còn lăn tăn về những cái vấn đề mà hiện tại mọi người ở Việt Nam đang gặp phải nữa. Rồi, cảm ơn cả nhà. Xin chào cả nhà.